Vụ việc tiêu hủy hơn 100 kg mì tươi có chứa chất hàng the ở Đồng Tháp ngày 11 tháng 5 vừa qua đã làm cho dư luận giật mình, bởi không chỉ là lần đầu tiên khu vực đồng bằng sông Cửu Long phát hiện ra những sợi mì tươi ngon vốn là món ăn ưa thích của mọi gia đình có chứa hóa chất rất độc hại, mà quan trọng hơn là sau hàng loạt vụ thực phẩm như là bánh phở tẩm phật mon, bún có chứa tinopan, vân vân, thì danh sách thực phẩm nhiễm chất cấm sẽ còn dài ra đến khi nào? Làm sao người tiêu dùng yên tâm được khi mà ăn bên ngoài? Câu chuyện kiểm soát các chất cấm trong chế biến thực phẩm đang thực sự trở thành thách thức đối với các cơ quan chức năng và địa phương. 11 giờ trưa, theo chủ tiệm mì Hải Ký là giờ cao điểm đông khách nhất. Thế nhưng, không biết có phải vì thông tin từ vụ mì sợi bị phát hiện có tẩm hàng the hay vì sự trùng hợp ngẫu nhiên mà một trong hai quán ăn chuyên bán mì sợi có tiếng ở thành phố Cao Lãnh hôm nay lại chỉ có vài bàn khách. Thực khách ngần ngại không muốn chia sẻ ý kiến liệu họ có lo ngại trước tác động của thực phẩm bẩn hay không. Còn chủ quán khẳng định chỉ có làm ăn chân chính thì mới giữ được khách. Thông tin của coi về mì có hàng the thì quán vẫn bán bình thường. Tại vì mì đây lấy có nguồn gốc. Ở đồng bằng sông Cửu Long, Đồng Tháp là tỉnh hiếm hoi, liên tục 5 năm qua chưa xảy ra một vụ ngộ độc thực phẩm tập thể nào. Có lẽ vì vậy mà người dân không lo ngại nhiều đến vấn đề thực phẩm kém an toàn vệ sinh. Thực chất, ít người biết là ngành chức năng, đặc biệt là Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường, Công an tỉnh Đồng Tháp đã nỗ lực rất nhiều trong công tác điều tra ngăn chặn. Vụ phát hiện cơ sở sản xuất mì sợi bún Phú Hiền sử dụng hàng the trong chế biến mới đây là một điển hình. Đối với cái cơ sở sản xuất mì sợi có pha trộn hàng the, đây là cái chất cấm và buộc chủ cơ sở tự tiêu hủy tất cả số sản phẩm trên theo đúng quy định của pháp luật. Về hướng xử lý trong thời gian tới thì Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường sẽ củng cố hồ sơ đề xuất ban giám đốc là xử lý vi phạm tránh. Hàng năm, Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp đều tổ chức định kỳ kiểm tra lấy mẫu một hoặc hai lần tại các cơ sở kinh doanh chế biến thực phẩm. Thế nhưng với hơn 10.000 cơ sở hàng quán và khoảng 7.000 doanh nghiệp sản xuất chế biến thực phẩm, các lực lượng chức năng chỉ có thể kiểm tra lấy mẫu khoảng 5.000, chủ yếu vẫn là các cơ sở kinh doanh quy mô. Vì vậy, một khi chủ cơ sở thiếu ý thức chạy theo lợi nhuận, thì mối nguy hại sức khỏe của người tiêu dùng là khó lường. Có những cái vi phạm do cái hiểu biết của người dân về đảm bảo an toàn thực phẩm cũng còn hạn chế. Đặc biệt là chúng ta sản xuất tại những nơi nông thôn, khu vực nhỏ, khu vực là xa xôi, thì anh em trong cái công tác thanh tra này cũng đôi khi phát hiện chưa kịp thời. Xã hội ngày càng phát triển, điều kiện kinh tế tốt hơn, chuyện đi ăn ở quán, nhà hàng trở nên phổ biến. Vì vậy, với những khó khăn hiện nay về cơ chế, cách thức kiểm soát chất cấm trong chế biến thực phẩm, có thể thấy chỉ khi nào cơ sở bị phát hiện như vụ mì chứa hàng the ở Đồng Tháp thì người ta mới biết được bên trong những món ăn thơm ngon có chứa những chất độc hại ra sao.